Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của kênh TechSpace Việt Nam. Hôm nay trên bàn mình đây đang là chiếc màn hình Visionic VA2436H. Cái con màn hình này hiện tại nó đang có mức giá khoảng chỉ loanh quanh hơn 2 triệu một chút. Và cái con màn này mình thấy ở thời điểm hiện tại nó khá là hợp lý để cho các bạn có thể trải nghiệm cái tần số quét cao. Cụ thể là con này nó sẽ có 100Hz cho những cái bạn mà có kinh tế ở mức vừa phải, chỉ là kiểu ở dạng học sinh sinh viên cần một cái trải nghiệm khác biệt hơn so với những chiếc màn hình 60 hay là 75Hz. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, với một con màn hình nó chỉ ở mức giá khoảng hơn 2 triệu một chút như này ấy, các bạn sẽ không thể đòi hỏi được bất kỳ một cái gì về những cái đặc điểm về thiết kế bên ngoài, nó phải hầm hố hay là nó phải có một cái điểm nhấn gì cả, mà nó chỉ đơn giản là một cái màn hình cộng thêm một cái chân đế rất là cơ bản như này. Các bạn chỉ có thể ngửa lên hoặc là ngửa xuống được thôi. Con VA2436H này cũng có hỗ trợ một cái gàm VESA, nhưng mà nó là VESA 75. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể tương thích khá nhiều mẫu giá trên màn hình, từ giá rẻ cho đến giá cao. Các bạn có thể sử dụng những cái giá thế rồi setup một cái góc nó đơn giản và nó sẽ gọn hơn khá nhiều so với cái việc sử dụng chân này. Thêm một điểm mình thấy khá là ok nữa là con này thực sự khi mà nhìn vào nhá, cái viền của nó rất mỏng, nên là nếu các bạn cần một sản phẩm mà nhỏ gọn này, nhẹ này, con màn này thì chắc chắn rồi cũng có thể làm màn phụ được nữa. Nên là nếu như để setup hai màn với nhau, hoặc là các bạn dùng con này làm màn chính luôn, thì trông góc của bạn nó sẽ rất là clean. Tiếp theo về cổng kết nối, con này nó chỉ được trang bị những cổng rất cơ bản. Đấy là hiện tại thì mình đang cắm HDMI, ngoài ra thì nó có cả cổng VGA nữa. Tại vì cái mức giá của con màn này như mình đã chia sẻ là ở mức giá tầm trung và mức giá phổ thông, và có khá là nhiều những bộ máy nó có thể là khá là cũ rồi, nhưng mà các bạn vẫn có thể sử dụng cái cổng VGA này để tương thích với những cái bộ máy cũ hoặc là những cái chiếc laptop văn phòng cũ như vậy, thì mình xuất hình ra vẫn có thể đảm bảo một cái chất lượng nó khá là ok. Tiếp theo đi đến phần chính mà khá là nhiều bạn quan tâm, đấy là cái tần số quét 100Hz và cái khả năng hiển thị của con này là như thế nào. Đương nhiên rồi, đây không phải là một mẫu màn hình gaming, cũng không phải là một mẫu màn hình đồ họa, nên là những yêu cầu cao về các setting cho màn hay là một cái độ phủ màu cao thì chắc chắn trên màn hình này nó không có. Và cái đặc điểm nổi bật nhất của con này đấy chính là cái tần số quét 100Hz khi mà nó sử dụng và đem lại một cái trải nghiệm tốt và mượt mà hơn so với 60 hay là 75Hz. Nếu như mà các bạn chỉ có nhu cầu để là chơi game chill chill, ví dụ như là chơi cờ quạt, Dota 2, LOL, thì những cái màn hình có tần số quét cao hơn phổ thông hiện tại là 60 hay 75 như này, nó sẽ cho một cái trải nghiệm tracking và di chuyển ở trên màn hình nó được mượt mà hơn. Tiếp đến là nếu như các bạn mà có giải trí gọi là căng thẳng hơn một tí, thế là chơi game FPS đi, thì cái 100Hz này nó chỉ đem lại một cái trải nghiệm nó ở mức tương đối và vừa phải so với cả là màn hình 60 hay là 75 thôi. Đương nhiên là nó sẽ không thể bằng 144, nhưng mà chắc chắn rồi, cái đối tượng hướng đến của màn hình này nó không phải là dành cho game thủ chơi hack, mà nó chỉ hướng tới đối tượng đấy là các bạn sinh viên, các bạn sử dụng cho mục đích nhu cầu là văn phòng. Và để giải trí trên con màn này thì cái sự lựa chọn về tần số quét 100Hz nó sẽ đem lại một cái sự thay đổi khá là mới mẻ, và mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy khá là ưng trên màn hình này. Còn đương nhiên để so sánh về tầm giá của con màn hình này, hiện tại có một số mẫu màn hình đến từ Trung Quốc mà mình không tiện nói mã ở đây, trong cùng tầm giá mà nó được trang bị cái tần số quét đấy là 144 hay là 165Hz, thì các bạn có thể nghĩ rằng những cái màn hình đấy nó mượt hơn con màn hình này. Mà tại sao chúng ta lại không mua mà lại phải mua con 2436H này? Thì có một cái khá là quan trọng ở đây nữa, đó chính là về mức độ nhận diện thương hiệu. Khi mà màn hình của Visionic thì cái chất lượng tấm nền của Visionic nói chung nó thường sẽ tốt hơn khá là nhiều so với những con màn tàu như vậy. Mặc dù chỉ có mức giá khoảng hơn 2 triệu như này, nhưng mà các bạn vẫn được trang bị cho mình cái tấm nền là IPS, và cái góc nhìn của nó sẽ là 178 độ, cũng như là cái độ bao phủ màu nó mức vừa phải để các bạn có thể giải trí và làm những công việc nhẹ nhàng hàng ngày. Nếu như mà để nhìn sang các cái màn tàu khác thì mình nghĩ là ok, đồng ý là tần số quét nó là một cái điểm lợi thế hơn, chơi game FPS thì mượt hơn, nhưng mà cái độ lệch và cái độ bao phủ màu sắc chắc chắn là nó sẽ không thể bằng được con 2436H này được. Những cái màu sắc khi mà các bạn nhìn vào mấy con màn tàu như thế thường nó sẽ khá là bợt, nó bị nhạt và nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm tổng thể chung là không tốt bằng. Đương nhiên là nếu như các bạn chỉ cần quan tâm thứ nhất đấy là chơi game FPS này, cần tần số quét cao, thì các bạn có thể lựa chọn những mẫu màn hình tàu kia rất là thoải mái, và cái tầm giá của nó sẽ ngang ngang với con này. Tuy nhiên thì để đem lại một cái trải nghiệm tổng thể chung là tốt nhất, vừa chơi game chill chill nhẹ nhàng này,
vừa có thể làm việc văn phòng cơ bản, hay là thậm chí một số nhu cầu cơ bản về hình ảnh thôi, thì cái con VA2436 này với một cái tần số quét như vậy và cái khả năng tái tạo bộ sắc như mình đã chia sẻ ở trên thì nó đáp ứng hoàn toàn khá là tốt dành cho gần như các bạn có thể sử dụng hàng ngày nhé. Vậy thì trên đây là toàn bộ bài đánh giá của mình về chiếc màn hình Visionic VA2436H. Và chắc chắn rồi, nếu như các bạn có một mức tiền nó khá là vừa phải nhưng mà muốn để lựa chọn một chiếc màn hình với tần số quét cao này, có một cái khả năng tái tạo màu sắc ok, thì chiếc màn hình này nó rất là phù hợp với thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ là một cái tần số quét cao như vậy từ 100 hay là 144Hz nó nên được trở thành một cái tiêu chuẩn chung để lựa chọn màn hình trong năm nay hoặc là có thể là trong một trong hai năm tới. Tại vì hiện tại cái sự trải nghiệm giữa 60-75 so với 100Hz nó đã có một sự khác biệt tương đối rồi. Và nếu như lên một cái sản phẩm 144 thì các bạn còn thấy cái độ mượt nó cao hơn nữa. Và đương nhiên nếu như để các bạn sử dụng bình thường chỉ đơn giản là di chuột lướt web thì những cái sản phẩm với tần số quét cao như vậy nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm khác biệt hơn. Và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng thể chung với những chiếc máy tần số quét cao mà nó đem lại một cái hiệu ứng thị giác tốt hơn như vậy. Rồi vậy thì nếu như cần mua sản phẩm Visionic VA2436H này, mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận và phần mô tả của phần video này, cũng như là những cái mã giảm giá tốt nhất dành cho những các bạn làm viewer của kênh TechSpay Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace.